Tôi đã đến Nova World Hội Tràm cách đây rất là nhiều năm. Thật ra vùng đất nó rất là khá là nguyên sơ. Mà sau này khi mà tôi đến Nova World Hội Tràm thì tôi rất là bất ngờ về những cái sự phát triển. Novaland đã mang đến rất là nhiều tiện ích nè, công viên, shop house, biệt thự nghỉ dưỡng. Đây là một trong những điều kiện để mà phát triển ngành du lịch Việt Nam trong sắp tới. Nova World Hội Tràm thì tôi cũng sở hữu shop house và căn biệt thự mặt sông Havana và một căn ở Bình Châu Ocean nữa. Cái sản phẩm Loyland, sản phẩm mà tôi đang sở hữu nó chính là biệt thự trước biển. Tại vì đây là một trong những sản phẩm độc đáo và nó hiếm có. Độc đáo ở đây là một trong những biệt thự ở phía biển là rất là hiếm. Vì sở hữu những cái mặt biển thì không không có nhiều. Tôi nghĩ rằng là cái việc độc đáo đó đó chính là một trong những phần mà tôi đã chọn. Tôi đánh giá tiềm năng du lịch ở Hồ Tràm trong tương lai nó rất là tốt vì Novaland là một trong những nhà phát triển du lịch gần như hàng đầu vào thời điểm gần đây. Thật ra thời điểm này đúng là một cái thị trường rất là khó khăn đối với bất động sản. Quyết định đầu tư thời điểm này là bởi vì một phần là tôi tin vào chủ đầu tư, và chính vì thị trường khó khăn thì bất động sản nó là một trong những nơi mà mình có thể cư ngụ dành cho cái dòng tiền của mình là tốt.